trong thiên cơ ốc hàn lập thấy đệ hồn thú tựa hồ không phải nhất thời nữa khắc thôn vệ xong sau khi cân nhắc một phen liền đem cả đệ hồn thú lẫn kim cương tráo cùng thu cả vào trong túi linh thú sau đó liền đi ra ngoài đem cả thạch ốc thu nhỏ lại như cũ quay lại đại điện đem thiên cơ ốc trả lại cho trung niên nữ tử kia xong hàn lập liền quay lại quảng trường lúc này đã là buổi chiều số tu sĩ trên quảng trường cũng đã ít đi non nữa tất cả đều đi vào một căn thạch điện khác ở phía đối diện tham gia đấu giá đại hội Hàng Lập không chần chờ thêm, trực tiếp nhắm hướng đối diện chậm rãi đi đến. Cửa gian đại điện có đứng một bạch bào tu sĩ, vừa thấy Hàng Lập bước lại đã lập tức chấp tay nói. Vì đạo hữu này, vì phòng ngừa tạp nhân các loại quá nhiều, theo quy định tham gia đấu giá đại hội này phải nộp ba khối linh thạch đó. Hàng Lập nghe vậy cười, không nói hai lời, đưa tay hướng trong túi trữ vật mò lấy ba khối đê dai linh thạch đưa ra. Hai gã tu sĩ lập tức mặt mang vẻ tươi cười. Sau khi tiếp nhận linh thạch, liền đưa cho Hàng Lập một khối ngọc giản to cửa lòng bàn tay, đồng thời cũng bước ra nhường đường. Hàng Lập nhìn thoáng qua cái ngọc giản trong tay, tại chính giữa ngọc giản có ghi một con số màu bạc, 243. Hàng Lập nét mặt không chút nào kinh ngạc, chậm rãi bước vào. Sau khi xuyên qua một thông đạo dài hơn 20 trượng, từ phía đối diện lại xuất hiện bốn gã tu sĩ. Tại phía sau bọn họ có một bạch đại môn hiện đầy linh quang. Vừa thấy Hàng Lập lại gần, mấy người này liền đánh giá Hàng Lập vài lần. Toàn bộ họ mặt không chút biểu tình cũng không nói lời nào. Hàng lập đồng dạng không để ý đến mấy người này, trực tiếp đi về phía sau, đẩy ra đại môn, tiến vào trong đại sảnh chính. Mới vừa tiến vào phòng này đã nghe qua một tiếng rào lớn của một nam tử. Phượng dĩ qua 500 năm, 790 khối linh thạch. Hảo không có đạo hữu nào khác tặng giá. Chu linh dược này liền thuộc về vị đạo hữu hiện tại. Thỉnh đạo hữu số 130 trong chốc lát đi ra phía sau để nộp linh thạch lấy đi linh dược nha. Lúc này Hàng Lập mới nhìn rõ trong đại điện đông nghịch người, ngồi đầy 2 phần 3 cái đại điện. Trên cái bàn ở trước mặt mỗi người đều đặt một khối ngọc bàn giống nhau. Phía trên còn lóe lên con số màu bạc nhạt nhạt, ai cũng chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn rõ. Mở phía trước thạch điện có một lam bào trung niên nhân, mặt đầy vẻ sắc bén, đang nâng một chiếc hộp ngọc lớn tiếng nói ra. Mà trong hộp ngọc là một gốc tử sắc linh hoa, mua được linh dược này là một lão giả dáng người mập mạp ngồi trong đám đông, vừa thấy trung niên nhân xác nhận kết quả đấu giá vẻ mặt của tên mập này nhất thời trở nên vui mừng nhanh chóng đứng dậy nhắm thẳng một bên thiên môn mà đi đến thể hiện bộ dáng không thể chờ đợi được hàng lập thần sắc như thường hướng mọi nơi nhìn thoáng qua rồi mới hướng tới một vị trí không người ở phụ cận đi đến ngọc bàn trắng noãn như tuyết cũng không phải là làm từ ngọc điều này làm cho hàng lập nổi lên chút hứng thú vừa ngồi xuống liền sờ soạn ngọc bàn ở trước mặt một lúc lại có cảm giác ầm ấm, ấm Hàng Lập cân nhắc một hồi giữa các loại ngọc thạch tài liệu trong đầu, dường như chưa bao giờ gặp qua cái loại tài liệu này, khóe miệng nhếch lên, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Vì đào hữu này lần đầu tiên nhìn thấy ôn thạch sao? Đột nhiên một bên truyền đến thanh âm của một nữ tử, trong đó mang hàm ý khẽ cười. Hàng Lập quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện tu sĩ ngồi bên cạnh là hai tuổi trẻ nữ tu dung mạo có chút giống nhau, hình như là đồng bào tỷ muội. Chủ thích, đồng bào tí muội là chị em ruột. Tiếp tục. Quần áo của hai nữ tử này một hoàng một lục, nhan sắc không thể tính là quốc sắc thiên hương, nhưng cũng khiến cho người đối diện phải chú ý tới. Trong đó vừa lên tiếng là lục sam nữ tử ngồi gần hàng lập hơn. Thấy hàng lập đưa tay sờ vuốt ngọc bàn, bộ dáng có chút ngẩn ngơ, bèn trêu chọc một câu. Mũi mũi đừng nói lung tung, đạo hữu ngàn dặn lần xin đừng trách móc nha. Đường mũi của tài hạ lần đầu tiên ra du lịch, ngôn ngữ có cái gì không ổn, mong rằng đạo hữu thứ lỗi cho một nữ tử khác xem chừng có vẻ lớn hơn vội vàng mở miệng xin lỗi thì ra hai người này là chị em họ chứ không phải là chị em ruột điều này quả thực ngoài dự đoán của hàng lập nhưng hai người trẻ như thế đã có tu vi trúc cơ kỳ xem ra tư chất cũng không phải là tầm thường thầm nghĩ như thế hàng lập cười cười lơ đễnh nói à không có gì tại hạ trước kia chỉ nghe nói qua ôn ngọc quả thực là lần đầu tiên nhìn thấy cái loại ôn thạch này đó đậu hữu có biết chi tiết lai lịch của vật này không vậy hình như đây cũng là một loại tài liệu hiếm thấy đó nếu không thì cho dù tại hạ có một mực tại địa phương hẻo lánh tu luyện mà cũng không biết đến cái loại này. Ông Thạch tất nhiên không thể cùng ông Ngọc so sánh được. đều hữu trước kia không biết vật này cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên bởi vì cái loại đá kỳ lạ này là đặc sản của tuyết lĩnh sơn mạch. Những địa phương khác đều không thể nhìn thấy. Nhưng cái loại tài liệu này trừ bỏ trắng loãng dị thường trong ấm ngoài lạnh thì so với các loại đá phổ biến khác cũng không có gì đặc thù. Nhưng ở trong thế tục tự nhiên so với loại ngọc thạch bình thường vẫn quý hơn vài phần. Một hoàng bào nữ tử khác mỉm cười hướng hàng lập giải thích. à, thì ra là vậy. Đa tạ đạo hữu để giải thích nghi hoặc. Hàng lập trong mắt lộ ra vài phần thấu hiểu, gật đầu, sau đó lập tức ra vẻ chăm chú nhìn vào một món cấp cao pháp khí được trung niên nhân đưa ra đấu giá. Cử động này của hàng lập khiến cho đôi mắt đẹp của lục sam nữ tử thoáng nhìn, khóe miệng hơi nhếch lên, tựa hồ có chút xem thường, còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng bị đường tỷ của nàng dùng một ánh mắt uy nghiêm nhìn, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng không nói. Hàng lập đối với hết thảy làm như không thấy, chỉ lặng lặng thấy từng kiện pháp khí, linh dược được đưa ra đấu giá. Mặc dù loại địa phương thế gia này tiến hành đấu giá hội cũng không phải là loại cao cấp gì, thậm chí có thể nói là tương đối thấp kém. Nhưng mà Hàng Lập có chủ tâm thông qua một lần đấu giá này để hiểu rõ giá tiền của linh dược, pháp khí tại Đại Tấn cùng Thiên Nam cách biệt bao nhiêu. Cũng coi như là làm chuẩn bị một chút cho sau này tìm loại tài liệu quý hiếm. Thờ ơ lạnh nhạt trong chốc lát, trong lòng hàng lập đã hiểu rõ vô luận là linh dược hay là pháp khí tại đại tấn so với thiên nam đều quý trọng hơn rất nhiều thậm chí những vật hơi quý hiếm một chút giá cả càng thêm cách biệt quá mức hàng lập lập tức suy nghĩ một chút sau liền hiểu được mặc dù diện tích khu vực đại tấn so với thiên nam rộng gấp 10 lần nhưng mà số lượng tu tiên sợ so rằng không chỉ là gấp 10 lần thôi bèn tạo thành sự khuyết thiếu linh khí linh dược so với ở thiên nam càng lớn hơn bất quá tương đối mà nói đại tấn vẫn là đất rộng vật nhiều cho dù có rất nhiều vật quý hiếm tại thiên nam thậm chí loạn tinh hải chưa bao giờ thấy qua đặc biệt là một ít dược thảo luyện khí tài liệu nhưng tại đây không lâu đã xuất hiện đến ba bốn loại đồ vật hắn không biết công dụng điều này làm cho hàng lập trong lòng lâm vào trạng thái vui vẻ giao hòa nếu như thế này chỉ cần chạy đến mấy phường thị bậc cao tại đại tấn muốn gom đủ số tài liệu quý hiếm mà chính mình cần tựa hồ cũng không phải là chuyện không tưởng trong lúc hàng lập cân nhắc phía trên trung niên nhân gọi người lấy ra một cái khay trên khay hiện ra ba khối thâm hồng sắc tinh thạch trong tinh thạch chớp động hồng quang trông giống như là hỏa diễm đang hừng hực thiêu đốt phi thường bắt mắt hỏa dòng tinh ba khối tuyệt hảo tài liệu luyện chế bậc cao hỏa thuộc tính pháp khí giá khởi điểm là 500 trăm linh thạch các đạo hữu có thể tùy ý ra giá lam bảo trung niên mỉm cười nói ra danh xưng công dụng và giá tiền của ba vật trên khay hàng lập không để ý liếc mắt nhìn một cái đang định chuẩn bị thu hồi ánh mắt thì đột nhiên ánh mắt ngưng tụ trong miệng thốt ra tiếng kêu kinh ngạc sao vậy hàng, hàng tiểu tử, tử với thân, thân phận của, của ngươi chẳng lẽ còn nhìn trúng cái khối tinh thạch này sao thanh âm của đại diễn thần quân lười biếng vang lên tinh, tinh thạch, thạch. <laughs> khó có lúc thấy tiền bối nhìn sai đó. đó hàng lập cười khẽ dụng thần thức truyền âm nói đồng thời trong miệng lại đột nhiên báo ra giá 600 linh thạch trực tiếp tham gia đấu giá ba tinh thạch này như thế, thế nào? Ba cái khối tinh thạch này còn có cái gì, gì đặc thù sao? Lão phu mặc dù tu di mất hết nhưng thần thức vẫn còn, không tin có cái gì có thể nhìn làm được. Đại diễn thần quân có chút không tin nói ra. Nếu nói về lịch dược kiến thức, giảng bối tự nhiên thúc ngựa đuổi không kịp tiền bối, nhưng mà nếu nói về yêu đan, tuy giảng bối không dám nói độc nhất thiên hạ, nhưng người trong thiên hạ có thể so sánh với giảng bối á, phỏng chừng như cũng không có mấy người đâu. Thanh âm của hàng lập có chút quỷ dị nói ra. Cái, cái đó vậy đang có quan hệ gì? Đại diện thần quân nghe được lời nói của Hàng Lập tự tin như thế, không khỏi ngẩn người, ngạc nhiên hỏi. Nếu không phải biết, hắn biết rõ Hàng Lập là loại người không bao giờ khoe khoang khoác lác, sợ rằng vừa mới nghe xong lời của Hàng Lập nói đã cho rằng hắn bị thần kinh. Mất quan người đã đấu như vậy rồi thì hắn là phải có đạo lý của chính mình Nhưng nếu không có lý do gì tinh phục á Lão Phu vẫn khó có tin nổi là ba cái khối hỏa trong tinh này có gì đặc biệt, biệt. Phải biết rằng không riêng lão phu nhìn không ra ai, những linh thạch này có gì khác thường Cho dù là tu sĩ phụ trách phân, phân biệt tài liệu trong đấu giá hội Ai ai cũng có kinh nghiệm phong phú hơn người Cũng nhìn làm là cái loại tài liệu này Cho rằng không, không phải, phải là loại, loại gì quý hiếm cả Trầm mặn một chút Đại diễn thần quân vẫn thể hiện bộ dáng không hề tin tưởng Nghe được ngôn ngữ hoài nghi của đại diễn thần quân Khóe miệng của hàng lập lộ ra vẻ tươi cười Trong miệng lại báo ra một cái giá cao Rốt cuộc cũng làm cho những người cạnh tranh khác đình chỉ báo giá Tự động biết đường thối lui Hảo, 800 khối linh thạch, ba khối hỏa dông tinh liền thuộc về đạo hữu số 243. Thỉnh vị đạo hữu này đến hậu đường nợp linh thạch cùng lĩnh lấy tinh thạch nha. Tên nam tử kia thấy hỏa dông tinh bán ra với giá cao như vậy thì rất là cao hứng, liếc mắt nhìn con số trên ngọc bài của Hàng Lập rồi lớn tiếng nói. Hàng Lập nghe vậy, ngay lập tức cầm lấy ngọc bàn, hướng một bên thiên môn đi ra, nơi đó đã sớm có một bạch bào tu sĩ luyện khí kỳ chờ sẵn, Vừa thấy Hàng Lập lại đây, lập tức dẫn Hàng Lập quay vòng vài lượt, đến một căn phòng nhỏ trong hậu viên. Lúc sau đó, một nữ tu tựa như là thị nữ dâng một chén linh trà rồi thối lui. Hàng Lập nhìn một chút cái nước trà này, vẫn không chút cử động, thần sắc bình tĩnh, đánh giá một chút bố trí ở trong phòng. Chỉ chốc lát sau, đã có một lão già đầu hối tu vi trúc cơ kỳ đi đến. Làm cho đậu hủ chậu lâu vậy rồi, thật là xấu hổ nghe. Đậu hổ, nhìn một chút xem, đây có phải hay không là giật ngươi định mua vậy? Lão giả vừa tiến đến tựu hiếp mắt cười, sau đó lấy hộp ngọc từng xuất hiện trên chánh điện đưa ra. Hàng lập không chút khách khí tiếp nhận hộp ngọc, mở nắp ra, bên trong quả nhiên là ba khối hỏa diễm tinh thạch đang tỏa ra hồng quang hừng hực. Thân sắc của hắn cũng không hề thay đổi, dùng hai ngón tay kẹp từng khối lên quan sát, cả nửa ngày cũng không nói năng câu nào. Sao? Quả trong tinh này có vấn đề gì hả? Lão giả vừa cười vừa nói, bộ dáng như sắp phát tài. À không có gì Đúng là cái loại tinh thạch này rồi Hàng lập gật đầu Biểu tình không thay đổi rồi nói Tiếp đó đem tinh thạch thu lại ôm quyền cáo từ rời đi Lão già nhìn theo bóng lưng của hàng lập biến mất Lại nhìn hợp ngọc rỗng tuết của lão khẽ câu mày Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc Giờ phút này Hàng lập lại một lần nữa trở về chỗ ngồi Tại phòng đấu giá Trong tay linh quan chợt lóe Một viên hỏa dông tinh xuất hiện trong lòng bàn tay Hàng lập mỉm cười nhìn viên mai tinh thạch này, trong mắt hiện lên một tia tiếu ý. Tám trăm linh thạch, mua ba khỏa hỏa dông tinh, đậu hữu thật đúng là ra tay hào phóng đó nha. <laughs> một nữ tử áo xanh bên cạnh, thấy vẻ mặt của hàng lập thì không kìm được mà nói. Đúng vậy, tinh thạch này ta đã muốn mua từ lâu rồi, có thể dùng tám trăm linh thạch mua được vật này, cuối cùng cũng không trắng tay. Hàng lập liếc mắt nhìn nàng một cái, không chút hoang mang nói, bàn tay vừa chuyển, tinh thạch đã biến mất vô ảnh vô tung. Nữ tử chỉ cảm thấy hàng lập tinh quan chợt lóe trong lòng giật mình một cái, lời định nói ra cũng đành dừng, không biết phải nói như thế nào. Nữ tử áo vàng bên cạnh nhìn thấy cái cảnh này sắc mặt khẽ biến, tựa hồ cảm giác được điều gì đó, ánh mắt lưu chuyển nhưng vẫn không nói gì. Sau khi thu hoạch được thứ ngoài ý muốn, Hàng Lập đối với buổi đấu giá bên dưới đã bắt đầu chờ mong. Nhưng đúng lúc này, đại diễn thần quân rốt cuộc cũng mở miệng hỏi. Hàng tử tử nè, quả trong tên, tên kia có liên quan, liên quan gì đến yêu đan, đan vậy? Ngươi không muốn giải thích một chút với lão phu sao? Kỳ thực tiền bối hẳn là cũng đoán được vài phần rồi. Trong những khỏa hỏa dông tên đó, kỳ thực là có một viên thức cấp yêu thú nội đan. Chẳng qua trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, nội đan đó cũng đã hoàn toàn tinh hóa. Thoạt nhìn thì nó cũng giống với những khỏa hỏa dông tinh khác thôi. Cho dù có thần thức cường đại như đại nhân, cũng vô pháp nhìn ra điểm sai biệt trong đó. Hàng Lập bình tĩnh nói, Thất cấp yêu đan hả? Nếu như cả thần thức và bề ngoài đều không thể phán đoán ra, ngươi tại sao lại nhận ra được? Đại diện thần quân quả nhiên có chút giật mình, nhưng vẫn còn có chút chưa tin. Dưới, dưới qua rất nhiều cao dây yêu thú mới hình thành được sát khí, khí nồng đậm, đậm nên với yêu đan rất là mẫn cảm. Lúc thất cấp yêu đan được lấy ra, khí đậm sát đậm khí trên người của ta liền tự động cảm ứng được. Trước, trước đây ta, ta cũng đã từng tiếp xúc đậm, với yêu đan, tự nhiên có phương pháp phân biệt rõ ràng thôi. Hàng lập chậm rãi nói, Ồ, thì ra, ra là như vậy, vậy. Nếu, nếu thật, thật sự đã chấm dứt, dứt quá nhiều yêu thú á Sát khí trên người ngươi đã làm cho lão phu cảm thấy hứng thú, thú nữa nha à. Xem ra ngươi còn có nhiều đều chuyện đều xưa chưa bao giờ đều kể, đều kể cho lão phu nghe đó Đại diễn thần quân cười hát hát Không biết là vui hay giận nói Không, không có biết. gì, chỉ là năm đó có chút cơ duyên mà thôi Nhưng tiền bối, ngươi còn không biết dịu dụng cái tinh hóa yêu đan này sao Chuyện ở loạn tinh hải năm đó Hàng Lập cũng không muốn nhắc tới với lão quái vật này Lời vừa nói ra, đối phương đã cảm thấy hứng thú Ủa, ừ, tinh, tinh hóa yêu đan hả lão phu lần đầu tiên nghe qua đó ra có thể dùng như thế nào vậy lời nói của hàn Lập đã gợi lên lòng hiếu kỳ của đại diễn thần quân cũng không hỏi nhiều về chuyện yêu thú nữa kỳ thật tinh hóa yêu đan cũng không chân chính chương xem như là yêu đan hơn nữa nếu là làm thuốc luyện đan á chắc, chắc chắn chứa chứ, kỳ, 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 kỳ độc tuy độc kỳ tố không bằng thập đại tuyệt độc nhưng tu chân bình thường á khi phục dụng sẽ chết ngay lập tức trên thực tế thì cái loại tài liệu này dùng để luyện chế pháp bảo cái loại phi châm là tốt nhất dựa theo tài liệu này mà muốn luyện chế phi châm chẳng những tốc độ cực cao rời tay là, là có thể đã thương địch thủ hơn nữa cái điểm đáng, đáng sợ nhất chính là cái loại phi châm này bản thân tài liệu chế tạo của đặc thù động quan, quan như có như không có thể ẩn hình đường chính đường là lợi khí ám sát tốt nhất đó nhưng vì cái loại, loại tinh hóa yêu đan này rất là khó hình thành hơn nữa biện pháp phân biệt cũng rất là ít tại hạ nếu không nhờ vào sát khí chỉ sợ rằng cũng không thể phát hiện được cái bảo vật này đâu hàng lập vuốt cầm thần sắc như đang nói nhưng trong lòng lại đang nhớ lại cái phương pháp dùng tinh hóa yêu đan luyện chế phi châm Ngọc giản này cũng là lúc hắn ở loạn tinh hải đoạt được Khi giết tên tu sĩ quỷ quái Lúc ấy còn tưởng chỉ là tin đồn thú vị mà thôi Không ngờ mình lại gặp được thật Loại tài liệu luyện khí hiếm thế này Hắn tất nhiên là không dễ dàng bỏ qua Thứ này lão phu quả thật là chưa bao giờ nghe nói qua Xem ra thiên hạ to lớn không việc gì mà không có Chỉ sợ rằng không có tu chân nào có thể đi qua tất cả các địa phương một lần được chỉ là theo ta được biết, ngay ở thiên nam tu tiên giới của chúng ta cũng có hơn 5-6 cái địa phương phải chịu mạo hiểm nhất định mới có thể tiến vào Lão khu năm đó ngoại trừ Đại Tấn Cũng chỉ đi qua trong đó có hai nơi thôi Sau này bởi vì thọ nguyên Cho nên cũng không quay lại mà khổ cực nghiên cứu ký thần thuật Đại diễn thần quân thanh âm có chút buồn bã Tiền bối đã quá mức bi quan vì sinh tử luân hồi như vậy Cho dù là phi thăng linh giới Cũng không mấy người thoát khỏi rối buộc này đâu Thực muốn sống cùng với trời đất Đại khái chỉ có thể là tiên giới Đối với phạm nhân phi thăng linh giới Là một điều muôn dạng khó khăn Phi thăng từ tiên cổ đến nay Cũng không có bao nhiêu người Hàng lập tựa hồ bị xúc động Im lặng một lúc Chốc lát sau mới trả lời <laughs> Lão Phu vẫn không cam lòng Lão Phu tự nhận vô luận tư chất tu tiên Hay là thông minh tài trí Tuyệt đối đứng đầu trong thiên hạ Thế nhưng lại rơi vào cái cảnh phải ký hồn Trên cái khôi lỗi bên lại nắp cái mạng tàn này Nếu như cho Lão Phu một cơ hội Chuyển tiến vào hóa thần kỳ Đối với Lão Phu mà nói tuyệt đối, đối Không phải quá khó khăn Đại diễn thần quân thì thào nói Giọng đầy hối hận lời nói càng ngày càng thấp. Nghe xong những lời này, Hàng Lập trong lòng không hiểu tại sao cũng dâng lên một tia bi thương. Năm đó tại cực Tây Chi Địa là khai phái tông sư, từng tiếu ngạo thiên nam hoàn toàn không có đối thủ. Lúc ấy so với mình khẳng định càng thêm phong quang, không ai bị nổi. Nhưng một khi không thể tiến vào hóa thần kỳ, lại rơi xuống kết cục thê lương như thế này, làm cho tâm tình của hắn bỗng nhiên trầm xuống. Tình hình cái vị đại diễn thần quân hiện nay, thực tàn khốc này có thể là chính bản thân mình sau này. Ý nghĩ này quanh quẩn trong đầu, sắc mặt của Hàng Lập trầm xuống, cũng không còn tâm tư nói gì thêm. Đại hội đấu giá vẫn tiến hành như bình thường, vật phẩm đấu giá sau này đưa ra so với lúc đầu mà nói trân quý hơn rất nhiều, nhưng lại không có thứ nào mà Hàng Lập nhìn trúng. Đợi đến khi đấu giá đến những món pháp bảo cùng vài loại linh đan, Hàng Lập cũng không muốn ở lại. Dưới con mắt kinh ngạc của hai nàng, hắn đứng dậy rời khỏi phòng đấu giá phiêu nhiên rời đi. Bước ra khỏi hội trường, hắn cũng không buồn nhìn các quầy hàng khác. Ra tới quảng trường, chậm rãi đi lại với tâm trạng không yên. Thỉnh thoảng có gặp một vài tu chân cùng tham gia đệ tử giao dịch hội nhưng cũng không ai chú ý đến hắn. Chẳng qua, Hàng Lập dần dần hướng đến một góc ít người chậm rãi đi đến. Sau một tuần trà, hắn dừng cước bộ, xoay chuyển ánh mắt, bỗng nhiên phát hiện tại một gian lầu đang có một gã bạch bảo trúc cơ kỳ đang nhìn quanh, tựa hồ đang đợi một người nào đó. Hàng Lập biểu tình không đổi, thần thức lại hướng mọi nơi đảo quanh một chút hơn 10 trượng chung quanh cũng không có phát hiện ra một tu chân nào, cũng không có cấm chế gì lợi hại. Tu chân gần nhất cũng cách hơn trăm trượng, căn bản là không chú ý đến nơi này. Hàng Lập không chút do dự chuyển hướng, hướng tu chân này mà đi đến. Đạo hữu có chuyện gì sao? Một gã đại hán thần tình dữ tợn, vừa thấy Hàng Lập hướng tới, ngẩn ngơ nói. Đạo hữu có phải là tu sĩ của khổng gia không? Hàng Lập đi đến trước mặt, mỉm cười nói. Không sai, tại hạ đúng là khổng gia ngoại đường chấp sự, đạo không muốn... Tên đại hán cẩn thận đánh giá hàng lập vài lần, nhìn thấy cái túi trữ vật và trang phục của hắn không giống tán tu bình thường, cũng là khách khí trả lời. Tại hạ có một số việc, muốn gặp quý gia chủ một chút, không biết đạo hữu có thể vào bẩm báo một chút không vậy? Hàng lập vẻ mặt ôn hòa hỏi. Gặp gia chủ hả? Chỉ sợ rằng không được rồi, gia chủ chúng ta hiện nay đang có chuyện quan trọng, sẽ không tùy tiện tiếp khách đâu, đạo hữu có chuyện gì cần nói có thể nói trước cho tại hạ. Đệ hán nhướng mày khó xử nói Ồ ờ, là như vậy à Tại hạ mới từ phòng đấu giá ra Phát hiện ra một kiện đồ vật này Hình như có chút vấn đề đó Muốn cùng quý gia thảo luận một chút Hàng lập cố ý lộ ra vài phần chần chờ nói Phòng đấu giá chẳng lẽ có chuyện gì Có muốn nói gì thì đạo hữu hẳn là nên tìm những vị đạo hữu phụ trách phòng đấu giá Vừa nghe hàng lập nói Đệ hán nhất thời thân sắc ngưng trọng nói Ta biết <laughs> Hàng Lập thở dài, đưa tay đến thắt lưng. Đại Hán vừa thấy Hàng Lập như vậy, dựa vào nhiều năm kinh nghiệm, nhất thời theo bản năng cũng đưa tay đến trên hông, làm ra vẻ cảnh giác. Nhưng Hàng Lập vừa lật tay, xuất ra một viên tinh thạch phát ra hồng quang nhẹ nhẹ, đưa tới. Đại Hán lúc này mới hết nghi ngờ, buông lỏng cơ thể đưa tay nhận lấy, miệng kinh ngạc nói. Đây không phải là hỏa dung tinh sao, vì cái đồ vật này mà muốn gặp gia chủ. Hắn vừa nói, vừa khó hiểu, vừa đánh giá viên tinh thạch trong nháy mắt tại nơi ngón tay vừa tiếp xúc với viên tinh thạch một luồng lam mang theo tinh thạch bắn ra với cự ly quá ngắn đại hán căn bản muốn tránh cũng không được hắn nhất thời kinh hãi muốn lớn tiếng gọi nhưng tráng chợt lạnh rồi lan đến toàn thân toàn bộ cơ thể đều bị một tầng lam sương lạnh lẽo đóng băng trong nháy mắt mất đi năng lực hành động tay áo bạo rung lên phát ra một thanh âm đem đại hán cuốn vào trong quan điểm trực tiếp tiến vào trong lầu thân hình nhoáng một cái hàng lập cũng vô thành vô tức theo sau Hàng lập một tay lật lên, một cây châm màu bạc liền hiện ra trên hai ngón tay, không nói hai lời, cuối người hướng về phía đại hán, châm nhanh mấy kim lên đầu. Đại hán thân hình rung lên, hai mắt thần quang dần dần mở đi, si ngóc đứng lên. Hàng lập hai tay niệm pháp quyết, trong miệng đọc vài chú ngữ trầm thấp, phát ra mấy đạo pháp quyết liên tiếp đánh vào trên người của đại hán. Hàng khí trên người đại hán lập tức bị đánh tan, hai mắt vô thần tự động mở ra, sau đó giống như một khôi lỗi đứng im không nhúc nhích hàng lập trên mặt bao phủ thanh quang tay áo bào khẽ rung lên mấy cái trận kỳ màu sắc khác nhau lần lượt bay ra cắm ở bốn phía xung quanh hai người hình thành một cái trận pháp ngăn cản khí tức sau khi khởi động trận pháp thân ảnh nhoáng lên một cái liền xuất hiện ngay sau lưng đại hán hàng lập tay khẽ nâng nằm ngón tay tách ra đặt lên đỉnh đầu của đại hán đồng thời hào quang quanh thân đại phóng thân ảnh của hai người dần ẩn vào cái vần hào quang người tên là gì ở khổng gia giữ chức vụ gì trong quần sáng truyền đến thanh âm của Hàng Lập băng lãnh không chút cảm tình. Khổng đấu, ngoại đường chấp sự. Đại hán đờ đẫn trả lời. Khổng gia từ khi nào mà chiếm cứ chuẩn dân trấn vậy? Trong trấn có bao nhiêu cư dân rồi? Bắt đầu từ 7 năm trước, cư dân trong trấn đều là phạm nhân. Bên ngoài trăm dặm có một tiểu thành gọi là Tuyết Giang. Khổng gia lần này tại tham dương đại hội là có mục đích gì? Sau đó là một màn vừa hỏi vừa trả lời. Hàng lập từ trong miệng của đối phương đã biết được đại bộ phận tin tình báo Cuối cùng hàng lập thu tay, đại hán lập tức ngã xuống không dậy nổi. Hắn xuất ra một viên đan dược, nhét vào miệng của đại hán, rút tất cả các ngân châm cắm ở các huyệt đạo toàn thân đại hán ra. Một lát sau hàng lập mới đứng dậy trầm ngâm lẩm bẩm nói. Dùng vô u châm này hẳn là có thể che giấu một đoạn thời gian nhất định trong ký ức, ngay lập tức sẽ không có điều gì xáo trộn đâu. Đáng tiếc là vì tu di chưa đủ, mộng dẫn thuật thì không thể thi triển toàn lực, nếu không trực tiếp thi triển siêu hồn thuật sẽ không cần phiền toái như vậy xem ra phải đến tiểu thành kia một chuyến rồi. Hàng lập lắc lắc đầu, đem trận kỳ ở bốn phía thu lại, ra khỏi phòng trời lầu cát. Xuống dưới hắn không hề để ý đến cái gì gọi là tham vương đại hội, trực tiếp hướng đại môn đi đến. Ở trên đường, các tu chân khác rời đi cũng không ít, cho nên hàng lập ra đến đại môn, ngự không mà đi. Các tu chân thủ vệ cũng không hoài nghi gì. Một đạo thanh quang thẳng hướng tiểu thành bay đến. Tiểu thành cách tuyết lăng sơn mạch một đoạn không xa, Thành Quang ở Chuẩn Vân Trấn bay đi không bao lâu, đã thấy được tòa Tuyết Giang Tiểu Thành. Sau khi hạ thân xuống trước cổng thành, Hàng Lập chậm rãi bước vào. Tuyết Giang Thành này so với Chuẩn Vân Trấn mà nói lớn hơn đến ba bốn lần, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng gọi là tiểu thành mà thôi. Lúc Hàng Lập mới đến thì sắc trời đã tối, bầu trời tối đen một mảnh, vì vậy trên đường đi cũng không có mấy ai, tự nhiên cũng không ai chú ý tới Hàng Lập. Hàng Lập đi đến ngã tư đường, thần thức cẩn thận tỏa ra bốn phía phòng ngừa các cao thủ nguyên anh kỳ trong thành phát giác. Trong tiểu thành quả nhiên có tu chân, chẳng qua phần lớn là tu tiên giả cấp thấp. Tu vi cao nhất cũng chỉ là một vị tu chân kết đan kỳ, đang ở trong một trạch viên Tây Nam Thành. Hàng lập dùng thần thức thần bí dị thường này đảo qua đảo lại vài lần, người này cũng không phát giác được. Chẳng qua hàng lập đến tiểu thành này cũng không phải là để tìm một cao thủ tu chân. Biết được lúc này trong thành không tồn tại nhân vật nào có thể uy hiếp đến mình, liền thu liễm khí tức Hướng một bên ngã tư đường đi đến, ánh mắt hướng hai bên đường quét qua quét lại không ngừng. Tựa hồ đang tìm thấy gì đó. Rất nhanh, hắn liền đi tới một ngã tư đường lớn, dường như là trung tâm thành. Ánh mắt của hàng lạp đảo qua một cái bảng hiệu ở trên một khách điếm. Đồng tử coi rút lại, bỗng nhiên dừng cước bộ. Chiêu bài lớn hơn vài thước, mặt trên viết Duyệt Lai, hai chữ màu bạc. Thoạt nhìn thì không khác biệt gì với các chiêu bài khác, mà dòng chữ lớn viết Duyệt Lai Đối với các khách điếm bình thường, chỉ sợ không đến một ngàn cũng có đến mấy trăm. Hàng Lập nhìn chầm chầm vào dấu hiệu ấm trà bên dưới chiêu bài, ánh mắt vẫn bất động. Một lát sau, hắn thở nhẹ một cái, ngẩng đầu nhìn tiểu điếm trước mắt. Xem xét phụ cận không thấy có người, thân hình nhoáng lên một cái, hào quang chớp động, nhưng ảnh như tàn hình, trực tiếp xuyên qua cửa lớn đi vào. Đại sảnh ở trong khách điếm vẫn tối đen như vậy, không hề phát ra tiếng động. Tất cả mọi người vẫn ngủ yên, không biết là có khách đến. Một lúc sau, Hàng Lập nhắm mắt, phóng suốt thần thức, toàn bộ khách điếm ngay lập tức hình thành trong đầu. Đột nhiên hắn vô thành vô tức, hóa thành một cơn gió nhẹ, vô thành vô tức mà hòa vào bóng đêm. Ông chủ của Duyệt Lai khách điếm là một lão giả ngoài 50 tuổi, trong tiểu thành cũng được coi như là một phú gia bậc trung. Sau một ngày vất vả, thân thể của hắn đã quá mệt mỏi, liền ôm lấy tiểu thiếp mới cưới cách đây một năm đang ngủ say. Nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi qua, cực kỳ băng lạnh, làm cho hắn giật mình tỉnh giấc. Sau khi ngước mắt lên, lão bản nhất thời mồ hôi lạnh toàn thân, một bóng đen đang đứng ở đầu giường, ánh mắt lóe sáng lạnh lùng nhìn hắn. Ngồi! Hắn vừa muốn lớn tiếng gọi, nhưng thanh âm vô pháp thoát ra. Không cần lớn tiếng, tuy rằng trong khách điếm này không có một tu chân nào, ta cũng không muốn kinh động đến người khác, người trước tiên hãy xem vật này đi. Bóng người khoát tay, một chiếc chìa khóa lóng lánh xuất hiện trước mặt của lão bản. Lão bản vừa thấy cái chiếc chìa khóa bạc này, thân hình chấn động, nhất thời cả người buông lỏng, trong ánh mắt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, mà bóng đen kia chính là Hàng Lập. Lão bản vội vàng nhảy xuống giường, qua tay múa chân ấp úng muốn nói cái điều gì đó, nhưng trong miệng vẫn không thể vác ra tiếng. Hàng Lập mỉm cười khoát tay, một đạo ngân ti từ ít hậu quay về, rơi vào trong tay, chính là một cây ngân châm. Có, có, thể cho tại hạ kiểm tra chiếc chìa khóa được không vậy lão bản ho khan vài tiếng rốt cuộc khôi phục được giọng nói hàng lập không nói một lời trực tiếp đem chiếc chìa khóa ném cho lão bản lão bản tiếp nhận cái chiếc chìa khóa bạc này cẩn thận kiểm tra trong chốc lát sau đó tỏ vẻ cung kính hai tay đem chiếc chìa khóa hoàn trả cho hàng lập đồng thời thi lễ nói ngồi ngồi là đại thiếu gia hả người đã kiểm tra chiếc chìa khóa rồi vẫn còn nghi ngờ sao hằng lập không trực tiếp trả lời ngược lại nhàn nhạt nói à, à, không có gì à, à, là nếu là thiếu gia thì có thể tìm đến lão nâu, chứ chìa khóa cùng thân phận đương nhiên là không giả rồi à, chính là lão bản theo bản năng quay đầu lại nhìn tiểu thiếp phía sau yên tâm đi trước khi ngươi tỉnh ta cũng đã thi pháp để cho nàng hôn mê rồi cho dù ngươi hô to gọi nhỏ bên tai nàng nàng cũng không nghe thấy gì cả Hàng lập lạnh nhạt nói à vậy cũng tốt Ở gia chủ liên tiếp mấy năm rồi không liên hệ với lão nô lão nô là phạm nhân cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa lại càng không dám tìm hiểu sợ trêu chọc đến những tu chân khác hiện giờ thiếu gia cùng với chiếc chìa khóa đến đây rồi lão nô cuối cùng cũng nhẹ được một phần nếu không nghe gia chủ nói thiếu gia lần sau đến nó sẽ thay đổi hình dáng lão nô thật đúng là không dám tùy tiện nhận mặt nhau rồi lão bản thành thật nói phùng gia đúng là có xảy ra chút sự tình cho nên ta mới đến đây muốn mở mật thất ra cẩn thận đem một ít đồ giật đi vị trí mật thất ngoại trừ gia chủ biết hẳn là có để lại bản đồ ở chỗ ngươi mau đưa cho ta hàng lập không khách khí dùng giọng điệu phân phó nói vâng ờ, đã có chìa khóa mở mật thất rồi thiếu gia tự nhiên có tư cách mở ra mật thất thỉnh thiếu gia chờ chút nha lão bản không chút hoài nghi ba chân bốn cẳng mặc vội quần áo liền mang hàng lập ra khỏi phòng đến hậu viện khách điếm trong một góc tường phía sau hậu viện lão bản với tay lấy một cái cuốc sau một hồi đào bới lại dùng hai tay sờ soạn một hồi lộ ra một cái trông như là một viên gạch màu xanh lúc này mới lau mồ hôi xoay người lại một thất được phong ấn tại đây nè mặt trên có cấm chế lão nô không thể mở ra được cũng chưa bao giờ thấy qua nữa thiếu gia hẳn là có biện pháp để mở ra lão giả đưa viên gạch xanh cho hàng lập rồi trần chờ nói chuyện này là đương nhiên ta tất nhiên là có biện pháp mặt khác sau khi ta rời đi rồi đó ngươi cũng không cần ở lại nơi này nữa lập tức rời xa nơi này mai danh ẩn tích đi Hàng lập tiếp nhận viên gạch xanh, xem xét vài lần, tựa hồ xác định xem là thật hay là giả, vừa lòng gật đầu, sau đó nghiêm sắc mặt phân phó. Nói như vậy, Phùng Gia thật sự xảy ra chuyện rồi sao? Thiếu gia yên tâm đi, ta mấy ngày sau liền lập tức rồi khổ đây, chuyện tình của thiếu gia nhất định sẽ không để lộ ra. Lão bản thân sắc buồn bã, đáp ứng nói. Người biết như vậy là tốt rồi, thấy người với Phùng Gia một lòng trung thành tận tâm như vậy. Đây là dạy viên đang dược, tuy rằng ngươi là phạm nhân nhưng vẫn có thể phục dụng giúp người cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ đó hàng lập đem viên gạch xanh đó thu hồi nhìn đôi mắt ảm đạm của lão bản thân sắc vừa động đột nhiên lật tay trong tay liền xuất hiện một cái bình nhỏ màu xanh đưa cho lão bản đỡ tạo thiếu gia bao không cho lão bản đầu tiên là ngẩn ngơ sau đó vui vẻ nói được rồi ta còn có việc phải đi nữa ngươi ở lại giải quyết cho tốt nha hàng lập khoát tay lạnh lùng nói Tiếp đó trước mặt lão bản thanh sắc chợt lóe, thân hình tiêu biến vô tung vô ảnh. Lão bản hoảng sợ tìm kiếm một lúc lâu, rút cuộc xác nhận hàng lập đã rời đi. Lúc này mới cúi đầu nhìn xuống bình thuốc trong tay. Sau một lúc lâu hắn thở dài một hơi. Hàng lập vừa ly khai khách điếm, lập tức bay ra khỏi tiểu thành, tìm một hoang sơ vô danh gần đó đáp xuống. Sau đó lật tay, viên gạch xanh kia liền xuất hiện trong tay. Một tay đem nâng viên gạch lên, tay kia liền điểm nhẹ, đầu ngón tay thanh quan chớp động nhẹ nhàng điểm vào mặt viên gạch nhất thời một tầng linh quang phát ra giống như từng đợt sóng gợn hàn lập tươi cười gật đầu viên gạch này theo như phùng chẩm nói cũng không phải là một kiện đồ vật bình thường mà là một kiện pháp khí trữ vật chẳng qua vật này phải có một bộ pháp quyết mới mở ra được nếu dùng phương pháp mạnh mẽ mà cưỡng bức hồng khai mở nó thì lập tức sẽ hóa thành tro tàn hàn lập tất nhiên là làm theo khẩu quyết mà phùng chẩm nói trước khi chết một tràng chú ngữ truyền ra hé miệng một đoàn ký tự chớp động theo thanh quan bay ra gắn vào bên trên viên gạch vừa kết thủ ấn vừa niệm thần chú hướng về phía bề mặt nó điểm rất nhanh phanh một tiếng vang nhỏ trên mặt ngoài viên gạch hiện ra một lỗ thủng hình tròn tối đen hằng lập không vội vàng đưa tay vào mà dùng tay vỗ vào đáy thanh chuyên nhất thời hào quang thoáng động từ trong lỗ thủng bay ra hai vật một cái ngọc giản nhỏ một tập sổ sách được đóng gói cẩn thận Hắn vương tay tới, dễ dàng chụp lấy hai kiện đồ vật vào tay. Sau khi cất viên gạch đi, Hàng Lập cũng không xem xét cái tấm văn thư kia mà dùng thần thức đắm chìm trong ngọc giảng. Không bao lâu sau, Hàng Lập thần tình cổ quái, khuôn mặt nhất thời trầm xuống. Như thế nào, bên trong không, không có một quật của, mặt của, mặt của phụng, phụng Gia hả? Đại diện thần quân nhìn thấy bộ dạng của Hàng Lập như vậy không nhìn được hỏi. Không, không phải. Bên phải, bên trong đích sáng là có một quật chỉ, còn, còn đánh dấu rất rõ, rõ nữa. nữa thở phào một cái đem thưởng thức trong ngọc giảng thu hồi hàng lập chậm rãi nói nhưng hàng long mày vẫn nhăn lại tại sao bộ dáng của người lại khó chịu đến vậy ừ. chẳng lẽ cái mật quật đó có nguy hiểm sao người này không hổ là lão quái vật sống ngàn năm chỉ nhìn một chút biểu hiện đã biết rõ chân tướng có thể gặp chút phiền toái đó thế nào mà mật quật của phùng gia lại được kiến tạo ở tuyết lăng sơn chứ hàng lập than nhẹ một tiếng mặt lộ ra vẻ khó nói Phùng gia, gia như thế, thế nào lại đem mật quật xây trong đó Chẳng lẽ không biết cái, cái sơn mạch này rất là cổ quái hả Thường xuyên có tu sĩ mất tích sao Đại diễn thần quân cũng có chút kinh ngạc nói Ai, Ai mà, biết mà biết được chứ được Có lẽ chỉ có vị phùng gia tổ tiên là biết được thôi Không, được không được. phải là không nơi nguy hiểm nhất, nhất cũng là nơi, nơi an toàn nhất sao Hàng lập nhếch miệng Chỉ có thể phỏng đoán nói Nếu phùng gia vẫn sử dụng cái mật quật này Chứng tỏ địa phương này cũng không quá nguy hiểm Cần gì phải lo lắng quá mức chứ Đại diễn thường quân từ từ nói hy vọng là như vậy đi đã tới bước này rồi cũng không thể bởi một chút rủi ro mà không dám đi nếu mọi chuyện thuận lợi thì một ngày sau là có thể tìm thấy mật quật này rồi Hàng lập cười khổ có vẻ tự giễu hắn liền đem ngọc giảng thu hồi sau đó lại đem tấm văn thư lên xem lẩm nhẩm một chút trong miệng liền kinh hô một tiếng hả những thứ này là một vài văn bản khế ước tài sản của phùng gia số lượng này còn không đủ để xưng bá một phương Hàng lập tỏ vẻ ngạc nhiên chuyện này có gì kỳ quái đâu chứ đại, đại tấn thế gia cùng thiên nam tu tiên gia tộc cũng có chút, chút bất đồng chính là, là coi thế tục như là việc bình thường không thấy hữu thẹn khi kích giao với phú hào hay, hay là quan lại thậm chí thường xuyên có tán tu chủ động đầu nhập vào nữa kìa đại tấn diện tích tuy lớn phạm nhân thế tục so với tu chân đông đúc hơn chiếm cứ hơn phần nửa đại tấn cho nên không ít linh dược linh thạch tài nguyên không nằm trong những nơi hoang du Mà triều đình trực tiếp nắm giữ trong tay Mà thiên nam thì bất đồng Phạm nhân chiếm diện tích không lớn Phần nhiều là dùng hoang dã Những tu sĩ ở thiên nam tự nhiên không cần phải giao thiệp với phạm nhân rồi Đại diện thần quân tự hồ có chút hiểu biết liền chỉ điểm đôi chút cho hàng lập Nói như vậy dư quyền thế tục ở đại tấn Không chế nhiều tài nguyên tu tiên Những tông môn vẫn chấp nhận sao chứ Hàng lập có chút không tin tưởng nói <laughs> không cho thì sao chứ đại tướng cũng không giống với phần đông các quốc gia tại thiên nam mà từ xưa tới nay đều là một triều đình phạm nhân hết sức mạnh mẽ cho dù tu chân có lợi hại nhưng cũng không thể làm thương tổn đến phạm nhân nếu không chưa đợi thế lực phạm tục phản ứng thì các công môn khác đã nhân cơ hội đến nói chuyện rồi kỳ thật hiện giờ triều đình đã thỏa thuận cùng những thế lực lớn trên tu tiên giới nếu tôi nhớ không nhầm á các công môn có thế lực lớn đã ước định tạo áp lực đối với triều đình bắt buộc phải làm điều gì đó thậm chí còn cam đoan với thế lực trần tục á, bọn họ còn cố ý cho quan phủ mời chào một ít tán tu nữa cả. Đại hoàng tộc thậm chí có thể bồi dưỡng một số tu chân hoàng tộc, đương nhiên số lượng tu chân cũng sẽ được kiểm soát không cho họ bành trướng quá mức. Các đại thế lực cũng vì muốn chiếm cứu nhân lực cùng tài nguyên tu luyện, nói thẳng ra, một số dương gia quý tộc cùng quận thủ các phương lớn nhỏ cơ hội đều xuất hiện bóng dáng các tông môn hoạt động sau lưng. Đặc biệt là quan lớn các quận thủ hầu như đều có các tông môn lớn nhỏ phía sau để cho các thế lực nắm nhược điểm. Việc này cuối cùng là xuất hiện các thế gia tu tiên. Cứ như vậy, dần dần các tu tiên thế gia ở giới tục nắm được không ít tài sản. Điều này ở Đại Tấn sớm đó là chuyện thường rồi, chẳng qua những thứ này được cất dấu cẩn thận như vậy. Chắc là có liên quan đến tài nguyên tu luyện, là mấu chung để một thế gia tồn tại đó. Đại diễn thường quân đem những gì mình biết nói cho Hàng Lập. Hàng Lập nghe xong cảm thấy kinh ngạc, sờ sờ cầm. Những, Những tài liệu này tài liệu quan trọng tới vậy Chẳng lẽ phùng gia chủ gia trước khi xảy ra gia chuyện đã biết trước Cố ý lưu lại sao Hàng lập phỏng đoán nói Cũng có thể đó Chẳng qua cũng không có quan hệ gì đến chúng ta Không cần lo lắng trong đó có cái gì cổ quái cả Vẫn nên danh chân đến phùng gia một quật Coi thử coi bên trong có hay không cái phật môn công pháp Để có thể giải trừ sát khí trên người của ngươi Đại diện thần quân nói Tiền, Tiền bố nói đúng. đúng Hàng lập nở nụ cười Đem công văn thuận tay bỏ vào trong cái hộp Thu vào sau khi phân biệt rõ phương hướng, hắn ngự khí phóng lên cao, trực tiếp hướng Tuyết Lăng Sơn mà đi. Lúc này, tại một ngôi mộ trong Tuyết Lăng Sơn mạch, hai nhân ảnh vẫn đang quỳ gối dưới nền đá không nhúc nhích, bỗng nhiên từ giữa khối thạch quang bay ra hai đạo lục mang, chợt lóe lên rồi bắn thẳng vào trong đầu của hai nhân ảnh. "Đi thôi, đem tịch kỳ giết chết, đoạt lấy bảo vật." Trong thạch quang truyền đến một âm thanh lạnh lùng của một nam tử, hai đạo nhân ảnh tiếp lời liền biến thành hai đạo lục quang từ trong mộ bắn ra không thấy bóng dáng tốt ta cướp lấy kim cương chi thân của tên kia đưa hóa thân vào hơn nữa trong kim cương tráo còn có một tia khí tức của dương thi chỉ cần người nọ không lập tức độn xuất rời khỏi trữ phủ hắn có chạy đàn trời đa đa tạ phủ dương một bên thạch quan phát ra vài tiếng vui mừng lắp bắp <laughs> lần này cho qua đó lần sau không được tự ý hành động nữa nghe chưa trong thạch quan lại vang lên âm thanh của nam tử dân lần sau nhất định không có âm thanh lắp bắp tựa hồ có chút sợ hãi trong thạch quan cũng không truyền ra một âm thanh nào nữa nhưng một lúc sau vang lên một tiếng phịch thạch quan trực tiếp bay ra xa mấy trượng một nhân ảnh từ trong thạch quan ngồi dậy đại dương người này là một giọng nữ tử mang theo kinh ngạc từ trong một thạch quan khác truyền ra cũng không sai mấy hiện tại đúng là ngày âm khí bạo phát tạm thời rời khỏi mộ thất tu di sẽ không bị ảnh hưởng nhiều vừa đúng lúc phải hỗ trợ tướng quân một chút mà khác đem các nhân vật phiền tối của các thế gia xử lý sạch sau khi ta rời đi các ngươi đem mộ thất dựng cấm chế không cho ngoại nhân tiến vào người này hai mắt đỏ ngầu thân sắc như một người gỗ nói dân đại dương đại dương phải cẩn thận một chút đó nữ tử do dự một lúc dặn dò ai phi yên tâm đi nhiều nhất là hai ngày một đêm ta sẽ trở lại mộ thất sau đó sẽ không dễ dàng ra ngoài nữa nam tử gật đầu vừa nhấc chân thân hình quỷ dị chợt lóe lên đã ở bên ngoài thạch quan thân ảnh nam tử lóe lên vài cái như hóa thành bụi khí bỗng nhiên tiêu tán cũng không biết rời khỏi mộ thất như thế nào mà sau đó không lâu trong mộ thất vang lên một tiếng nữ tử thở dài hàng lập nhìn tuyết lăng sơn mạch sắc trời đã gần sáng không nghĩ ngợi nhiều liền tiến vào bên trong núi ngự khí phi hành ở tầm thấp nhất sợ lại rước lấy phiền toái hàng lập thu liễm toàn bộ khí tức còn đem thần thức truyền ra ngoài cơ thể vài dặm cảnh giác với tất cả các điều dị thường vùng phụ cận vị trí của phùng gia mật quật cũng không phải ở trong sơn mạch mà tại ở một nơi bí ẩn một ngày sau hàng lập tập trung tìm kiếm một phen rốt cuộc cũng phát hiện bên dưới một ngọn núi có một cái thác nước cao hơn mấy trăm trượng nhìn thác nước và cảnh sát xung quanh đều không khác biệt mấy với nội dung ghi trong ngọc giảng hàng lập cuối cùng quyết tâm hạ xuống nhìn theo dòng nước đang cuồn cuộn chảy hàng lập ngự khí phiêu phù giữa không trung đầu tiên là bắt pháp quyết tỷ thủy sau đó hai tay dương lên hai đạo thanh quang chợt lóe lên sau đó bắn thẳng vào trong thác nước một âm thanh trầm độc truyền ra trên dòng nước xuất hiện một đại động tầm một thước hàng lập không chút do dự thân thể trực tiếp xuyên qua lỗ hổng biến mất hàng lập tự nhiên không biết ngay sau khi tiến vào lỗ hổng cách đó ngoài ngàn dặm có hai đạo nhân ảnh lục sắc bỗng nhiên mất đi mục tiêu dừng lại ở nơi đó hơn nữa vì nổi giận trong miệng hai nhân ảnh này vươn ra những chiếc răng nanh đen thui thỉnh thoảng phát ra những tiếng gầm nhẹ giống như là hai đầu mảnh thú hung ác nhưng hai nhân ảnh này vẫn không nghĩ tới ở phía sau hai người vài dặm còn có hai người đang ẩn nặc lạnh lùng nhìn bóng dáng của bọn họ chầm chầm cúi đầu nói với nhau điều gì đó thế nào có nắm chắc việc bắt giữ được hai người bọn họ trước khi hóa thần của huyễn diệp lão ma phát hiện hay không nếu không đến khi bọn họ chạy thoát được á đảm bảo sẽ đã thảo kinh xà đó một trong hai bóng người dùng thanh âm chối tai dị thường hướng người còn lại truyền âm <laughs> hóa thân của Huyễn Dương bất quá chỉ là dùng trừ hồn hóa thân bí thuật để mấy tên thống lĩnh thủ hạ của mình cường hành luyện chế thành phụ chút hồi lỗi mà thôi mặc dù có Nguyên Anh kỳ cảnh giới đó nhưng so với đồng giai tu sĩ dễ đối phó hơn nhiều dưới sự liên thủ của chúng ta bắt chúng không có gì là khó cả lúc đó lão ma tất nhiên chỉ có thể hành động một mình đúng là trời giúp chúng ta việc bọn chúng xong tự tương đương với việc chặt đứt một cánh tay của lão ma đến lúc đó làm việc sẽ nắm chắc hơn một thanh âm khác âm trầm phát ra thì phong huynh nói rất là có lý chỉ là tại hạ có chút kỳ quái hai cái tên hóa thân này đang truy tung người nào không ngờ trong thời khắc máu chốc này lại phái người đi ra ngoài cổ mộ hơn nữa xem chừng hiện tại đang mất đi mục tiêu ai biết được mặc kệ đó là người phương nào đối với kế hoạch của ta đều không có ảnh hưởng Nguyễn Dương vừa rời khỏi mộ thất, đây chính là cơ hội ngàn năm có một Bình thường lão ma giảo hoạt cực kỳ Không chịu rời đi mộ thất nửa phân Lần này nếu không phải là bốn chân quân thiết lập một cái bẫy Sợ rằng chúng ta vẫn không có một cơ hội nào Dù sao lão ma tại cổ mộ Thì thần thông không kém gì nguyên anh hậu kỳ tu sĩ <laughs> Hiện dịp lão ma sớm biết rằng đạo hữu đã đem kế hoạch âm thầm thiết lộ cho hai thế gia còn lại Sắc mặt không biết sẽ biến thành bộ chán như thế nào đây Nói vậy hai thế gia này cũng đã âm thầm mời tông môn đứng phía sau rồi Yên lặng chờ lão ma mắc bẫy huống chỉ cho dù lão ma có thần thông khác có thể may mắn chạy thoát khỏi dây sắt thì vẫn còn có chúng ta may phục bên ngoài hắn cho dù chấp cánh cũng khó có thể bay được đó <laughs> không sai lần này huynh đệ chúng ta bày mưu tính kế gần 10 năm mới thành công hơn nữa kể từ ngày đặt bẫy thủy chung luôn phái thủ hạ giám sát nhất cử nhất động của lão ma mới có thể nắm bắt được thời cơ này lão ma vừa trừ hẳn là cái vị ngọc hoa phu nhân kia cùng với độc tử vừa mới tiến giai thành thi dương căn bản không chịu nổi một kích liên thủ của ba người chúng ta đâu đến lúc đó vô luận là bảo vật lão ma thu thập trong nhiều năm nay hay là mấy ngàn thi binh ngủ say trong lăng mộ cũng đủ để cho ba người chúng ta chia đều. Hơn nữa nghe đồn thiên thi chi thể của lão ma sắp đại thành rồi. suy nghĩ cho kỹ một chút có thể thấy sắp tu luyện đến đại thành thiên thi châu cũng được cất giấu tại một nơi nào đó trong mộ thất. chỉ cần có cái hạt châu này đem nguyên thần của tên kỳ diệt trừ đi, chúng ta cho dù không phải thi dương chi thể cũng có thể tu luyện thành gia đồng gân sắt thủy hỏa bớt sâm đây chính là bảo vật tu luyện pháp thể tốt nhất đó nghe ha. Trong thanh âm của tên thiên phong huynh kia, mơ hồ lộ ra một chút ý tham lam. <laughs> Còn pháp lão phu tu luyện cũng không chú trọng trèn luyện pháp thể. Đối với thị châu cũng không chút nào hứng thú. Tại hạ chỉ cần mấy ngàn thi binh trong lăng mẫu ký là được rồi. Có những thi binh này làm thủ hạ. Tại hạ tử có thể trở thành một phiên thế lực trong vô động sơn này. <laughs> Người có thanh âm chối tay vừa cười vừa nói. Tại hạ biết trước đạo hữu sẽ nói lời này Cũng chỉ có thi linh đại pháp của đạo hữu Mới có thể khu sửa những thi bên này dễ như trở bàn tay Nếu không phải động đạo như vậy Huynh đệ ta đã không tìm đến đạo hữu rồi Hai chúng ta cùng đạo hữu đều lấy thứ mà mình cần Tên còn lại nghe xong lời ấy Bộ dáng tựa hồ phi thường cao hứng Điều này là hiển nhiên Bắt có thời gian hình như cũng không sai biệt nhiều lắm Cùng xa huynh theo đuôi lão ma chắc không thành vấn đề nhân vị giữ phòng đem dài lắm mộng chúng ta nên nhanh chóng tiêu diệt hai cái phân thân của lão ma đi sau đó quay đầu lại mai phục tại lăng mộ thôi nếu không để cho lão ma trống về được lăng mộ á vậy đại sự sẽ không ổn đâu chủ nhân của thanh âm chối tay vừa chú ý tới hai đạo lục sắc nhân ảnh ở đằng xa còn quanh quẩn không đi vừa mở miệng đề nghị hey, đúng là không sai biệt lắm lão ma hẳn đã chạy tới tuyết lĩnh sơn mạch rồi chúng ta động thủ thôi thiên phong huynh này hơi do dự một chút rồi cũng gật đầu đồng ý lúc này hai đạo lục sắc nhân ảnh ở đằng xa còn đang nóng nảy gầm nhẹ một lát sau đột ngột cảm giác được đằng sau bỗng nhiên tuôn ra kinh người linh khí ba động chúng không khỏi đồng thời xoay người lại quan sát lọt vào trong tầm mắt là cả một tầng lớn mây đen cùng bạch vụ phong từ trong không trung đang phu thiên cái địa hướng đỉnh đầu mà phủ xuống nhoáng cái đã đem hai nhân ảnh thôn vệ vào bên trong lúc này hàng lập đang đứng ở trước cánh cửa đá giấu sau thác nước cũng không hay biết rằng có một hồi đại phiền toái sắp phủ xuống bản thân lại bị người khác vô tình hóa giải đi nếu không hai cái hóa thân liên kết mà đến hàng lập cho dù có thể dễ dàng trảm được cường địch nhưng cơ hội cuối cùng giải phóng pháp lực cũng sẽ mất đi hiện giờ ánh mắt của hắn đang hướng vào một góc nhô ra ở phía dưới bên phải của cái cửa đá phía trên đó có một cái lỗ nhỏ nắm tay hàng lập hướng vào túi trữ vật phớt một cái một thanh ngân quang lấp lóe chìa khóa đã xuất hiện ở trong tay ngón tay chỉ thẳng ngân mang cũng theo đó bắn ra chuẩn xác bắn vào trong cái lỗ hỏng. Nửa đoạn đầu của chìa khóa xảo dịu chui vào trong lỗ hỏng, chỉ chừa lại nửa đoạn chui ở bên ngoài. Hàng Lập thấy vậy mỉm cười, mười ngón tay hướng về chiếc chìa khóa nhẹ nhàng điểm một chỉ. Một đạo thanh ti chuẩn xác bắn đến chiếc chìa khóa, bỗng đuôi của chiếc chìa khóa tự động chuyển động nửa vòng. Cửa đá lập tức có linh quang lóe ra, một tầng nhũ bạch sắc kỳ diệu hiện ra. Tiếp theo là một trận rung động nhẹ, cửa đá chậm rãi nâng lên một cái động khẩu không lớn lắm xuất hiện. Hàng lập nhìn lướt qua động khẩu, sau đó thông thả bước vào. Sau khi đi được khoảng gần 10 trượng, một cái đại hình truyền tống trận xuất hiện trước mắt. Xung quanh pháp trận có đến 7-8 cái lỗ, toàn bộ đều trống trơn. Nhìn thấy cảnh này, hàng lập khẽ câu mày. Nếu là người không biết ảo diệu bên trong đó, đặt linh thạch vào trong tất cả các lỗ, sợ rằng khi truyền tống, trong nháy mắt sẽ bị không chi lực xé nát bấy. Người xếp đặt phùng gia mật quật năm đó tâm cơ thật là thâm trầm. Hàng lập bước tới trước pháp trận, ánh mắt chớp động vài cái, tay áo khẽ động, năm khối đê dây linh thạch chuẩn xác bay vào trong năm cái lỗ, sau đó dương tay ra, đánh một đạo pháp quyết lên pháp trận. Nhất thời cả truyền tống trận đều phát ra tiếng vù vù trầm thấp. Lấy tạo nghệ hiện tại của Hàng Lập đối với trận Pháp, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra truyền tống trận có hay không có ổn định. Khi đã yên tâm, thân hình của hắn nhoáng một cái đã lọt vào trong trung tâm của truyền tống trận bạch sắc hạ quan cuồn cuộn phát ra thân ảnh của hàng lập trong linh quan cũng biến mất không thấy khoảng cách truyền tống hiển nhiên cũng không lớn lấy cường đại thần thức như hàng lập thậm chí cũng không cảm thấy chút nào cảm giác choáng váng ngay khi bạch quan chợt hiện hắn đã xuất hiện tại một tòa đại sảnh không biết tên ánh mắt của hắn đảo qua một lượt tình hình của đại sảnh đã thu hết vào trong tầm mắt nơi này không tính là quá lớn chỉ tầm cỡ hai mươi trượng mặt đất cùng bốn vách tường đều chỉnh khiết dị thường tất cả đều được xây bằng một loại cổ quái ôn thạch trong phòng đồ vật cũng không có nhiều chỉ có hai cái giá gỗ cùng ba cái rương ngân sắc to chừng mấy thước quy mô của phùng gia mật quật nhỏ cỡ này đã được hàng lập đoán trước loại giá gỗ này không biết là do loại gỗ quý hiếm nào chế ra mặc dù đã để ở trong nơi này rất lâu nhưng chẳng những màu sắc không thay đổi mà còn tỏa ra mùi hương thơm ngát thoang thoảng trên một cái giá xếp đặt những kiện pháp khí không cùng cấp bậc lấy trùng dài pháp khí là chủ yếu, trong đó tổng thể có hơn 30 kiện. Mặt khác cũng có mấy kiện pháp bảo không biết tên lẫn vào số đó. Hết sức đáng chú ý là trên cái giá còn lại, toàn bộ đều là ngọc giản với những màu sắc khác nhau, chừng hơn trăm khối cả thảy, xếp dày đặt trên giá gỗ. Hàng Lập cũng không chú ý thêm tới số pháp khí và pháp bảo này cùng những số đồ vật ở bên trong mấy cái rương kia, mà trực tiếp đi đến cái giá gỗ chứa đựng ngọc giản. Ánh mắt đảo qua một hồi, hắn tiện tay cầm một khối lên rồi dùng thần thức kiểm tra nhanh chóng nội dung ở bên trong lấy thần thức cường đại như hàng lập trong thời gian khoảng một bữa cơm để kiểm tra hết số ngọc giảng nhưng trong đó lại không có cái nào ghi chép về phật môn công pháp điều này không khỏi khiến cho hắn cảm thấy bất ngờ chẳng lẽ những gì tên phùng chấm kia nói đều là giả sao hàng lập lắc đầu đem ý nghĩ này loại bỏ hắn có thể sử dụng mộng dẫn thuật để biết được đối phương nói thật hay là giả với thần thức của đối phương căn bản không có khả năng lừa được bản thân trong lúc cân nhắc một chút, ánh mắt của Hàng Lập trước cuộc chú ý tới ba cái rương kia, hơi trầm ngâm một chút. Hàng Lập bước đến, tay áo khẽ động, từng cái rương lần lượt mở ra. Trong một cái rương tràn đầy trung giai linh thạch, có đến mấy trăm khối. Một cái khác thì chứa đựng hộp nhỏ có kích cỡ lớn nhỏ khác nhau. Thần thức của Hàng Lập xuyên qua những cái hộp ngọc này, phát hiện bên trong những cái hộp ngọc nhỏ này đều là một ít hiếm thấy tài liệu dùng để luyện khí, luyện đan. Mở ra hai cái rương mà chưa tìm thấy vật mình cần, sắc mặt của hàng lập không khỏi âm trầm vài phần Cây rương cuối cùng cũng bị mở ra luôn hiện ra trước mắt của hàng lập là một đống linh quang lấp lóe phù triện có lớn có nhỏ nhất thời hàng lập lộ ra vẻ thất vọng bất quá khi thần thức cẩn thận đảo qua mấy cái rương lần nữa thần sắc chợt động đột nhiên giơ tay hướng đến cái rương hư không một trảo một âm thanh phát ra kèm theo một vật từ đống phù thoát ra rơi vào tay hàng lập ngưng thần nhìn kỹ đây là một cái hộp gỗ màu đỏ đậm dài chừng nửa thước bên trên còn có dán một cái hoàng sắc phù màu nhàn nhạt, nhạt, mặt ngoài hộp gỗ còn điêu khắc một vài văn phù ký của phật môn hàng lập liếc mắt một cái để nhìn ra phù này là loại bình thường dùng để cấm chế linh khí không chút do dự hắn đem tấm phù gỡ xuống mở ra cái hộp gỗ kết quả nắp hộp vừa nâng lên một cổ thất sắc linh quang từ trong hộp bắn ra bốn phía phát ra những phật quang này là một hạt châu có màu sắc nhũ bạch to chừng ngón tay cái xá lợi tử hàng lập trong miệng một tiếng kêu nhẹ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng bởi vì trong hộp gỗ ngoài viên xá lợi tử còn có hai kiện phật môn pháp khí cùng một khối màu vàng ngọc giản pháp khí là một kiện pháp luân cùng một viên kim sắc phật châu chấp động linh quan yếu ớt mà ngọc giản mặc dù không thu hút nhưng giờ đây tâm tư của hạng lập đều tập trung hết vào nó duỗi tay đem ngọc giản cầm ra hắn không thể chờ đợi nữa mà trực tiếp đem thần thức chìm vào trong đó phục hổ công chuyển luân kinh minh vương quyết Hàng Lập nhanh chóng kiểm tra qua, chỉ riêng việc nhìn danh xưng của những công pháp này đã có thể nhìn ra trong ngọc giảng toàn bộ đều là Phật môn pháp quyết. Minh dùng quyết hả? Công, công, pháp này ta đã từng nghe, nghe, nghe nói qua nha, là, là một loại, loại hiếm thấy công pháp do Phật môn kim cương cư, hộ pháp chuyên môn, môn tu luyện đó. Hình như cái loại công pháp này tu luyện phi thường khó khăn. Tổ tiên của Phùng Gia như thế nào là có được cái loại pháp quyết này chứ? Người đưa ngọc giảng cho ta coi thử coi, xem thử cái loại công pháp này tui tui thờ thờ khó, tổ tiện tổ tiện có tác dụng trừ đi sát khí hay không. Khi ba chữ Minh Vương Quyết vừa nói ra, Đại diễn thần quân kinh ngạc mở miệng Hàng Lập nghe xong lời này Trong lòng cảm thấy rất vui vẻ Hắn mặc kệ vì phùng gia tổ tiên Bằng cách nào có được cái loại công pháp này Chỉ cần có thể giúp hắn giải trừ sát khí là được Vì vậy hắn không cần suy nghĩ thêm Ném ngọc giản vào ngay sau ống trúc ở sau lưng Thời gian tiếp theo Đại diễn thần quân chuyên tâm tìm hiểu công pháp ghi trong ngọc giản Trong khi Hàng Lập không chút khách khí Đem những đồ vật có giá trị cao trong phùng gia mật quật Thu vào trong túi trữ vật của bản thân dựa theo chủ ý của hàng lập tất nhiên muốn mang tất cả những đồ vật này đi nhưng đáng tiếc là cái túi trữ vật này có hạn cho nên trừ bỏ linh thạch ra những đồ vật còn lại đều phải chọn lọc mà lấy vài món pháp bảo hiển nhiên được phải cầm đi còn tài liệu và phù thì tìm những loại hữu dụng lấy đi một phần nhỏ về phần những pháp khí hàng lập chỉ lấy hai ba kiện có công hiệu kỳ lạ còn lại tất cả đều để nguyên trên giá gỗ không di động mảy may chọn vật xong hàng lập lại đối mặt với một đống lớn ngọc giản dựa trên việc dùng thần thức kiểm tra lần trước hắn kiếm một loại công pháp gây cho bản thân một chút hứng thú sau đó ngồi xếp bằng ngay trong đại sảnh tĩnh tọa không nói câu nào thời gian từng phút trôi qua không biết là đã qua bao lâu thanh âm của đại diễn thần quân trống rỗng vang lên trong đại sảnh lập tức đem sự chú ý của hàn lập vào loại công pháp đang ở trên tay chuyển qua